Slide bài giảng được NiceSlide thiết kế 100% bằng PowerPoint. Với thời đại công nghệ số hiện nay, khán giả, học viên ngày càng có cái nhìn khắt khe và yêu cầu cao hơn về chất lượng thẩm mỹ, tính chuyên nghiệp và sự sáng tạo lôi cuốn của các slide thuyết trình, đào tạo, bài giảng. Năng lực chuyên môn dày dặn thôi đôi khi là chưa đủ để tạo nên sức hút đủ mạnh. Chính sự ấn tượng và khác biệt của slide PowerPoint sẽ là bệ phóng giúp buổi đào tạo của chúng ta chiếm trọn trái tim và cảm tình của học viên. Hơn thế nữa, một slide bài giảng được đầu tư kỹ lưỡng vào tính logic và tối ưu trong cấu trúc nội dung, phân cấp thông tin, minh họa hình ảnh, bố cục, phối màu và cả hiệu ứng chuyển động thì chắc chắn những kiến thức được truyền tải qua slide đó sẽ càng hiệu quả và trực quan hơn đối với học viên. Thấu hiểu rõ được tâm tư này từ các giảng viên, thầy cô giáo cũng như các cán bộ doanh nghiệp, NiceSlide đã xây dựng chương trình đào tạo PowerPoint toàn diện tại niceslide.com để giúp tất cả chúng ta sẽ làm chủ bài bản từng khâu, từng bước, từng khía cạnh trong quy trình xây dựng một slide PowerPoint hoàn hảo. Với hơn 500 video bài giảng được biên tập chỉnh chu, tâm huyết để loại bỏ mọi thao tác âm thanh thừa, từ đó giúp học viên tiết kiệm tối đa thời gian học, kết hợp với bộ công cụ NiceSlide mạnh mẽ số 1 Việt Nam giúp chúng ta tự động hóa thao tác thiết kế thay vì phải làm thủ công từng bước như người dùng thông thường. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bạn sẽ cảm nhận rõ ràng sự tiến bộ cả về chất lượng thẩm mỹ, tính chuyên nghiệp, hiệu quả lẫn tốc độ thiết kế của bản thân, giống như trải nghiệm của hơn 18.000 học viên cá nhân lẫn cán bộ doanh nghiệp đã từng đặt niềm tin vào khóa học PowerPoint online toàn diện của NiceSlide. Mong cả nhà sẽ cùng ghé qua website niceslide.com để tham khảo toàn bộ thông tin chi tiết và tận dụng ưu đãi giảm 50% học phí của khóa học thiết kế PowerPoint online toàn diện được NiceSlide đầu tư toàn bộ tâm huyết và trí lực để xây dựng và cải tiến trong hơn 7 năm qua.